Thưa quý vị và các bạn, hiện nay phong trào công nhân viên chức người lao động và hoạt động công đoàn huyện tại huyện miền núi Bắc Trà My có nhiều đổi mới, đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hiện nay trên địa bàn huyện Bắc Trà My có 74 công đoàn cơ sở với 1.715 trên 1.727 cán bộ công chức viên chức người lao động, trong đó có 1.058 đoàn viên nữ, chiếm tỷ lệ 61,26%. Anh Huỳnh Đình Thảo, đoàn viên công đoàn trường tiểu học Kim Đồng, trước đây thuộc diện đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Đồng lương bảo vệ ít ỏi của anh và nguồn lương nhân viên cấp dưỡng của chị không đủ để trang trải nuôi hai đứa con đang tuổi ăn học. Được sự quan tâm của công đoàn nhà trường, anh Thảo được Liên đoàn Lao động huyện Bắc Trà My khảo sát, xem xét và đề nghị cấp trên hỗ trợ xây dựng nhà, mái ấm công đoàn. Gửi lời cảm ơn đến Liên đoàn tỉnh đã hỗ trợ cho tôi số tiền để làm ngôi nhà. Chứ trước đây là ở con nhà gỗ rồi lụp sụp, coi như là mỗi lần mưa gió cũng rất là sợ. Coi như được sự ủng số tiền của liên đoàn là tôi làm nên một cái nhà như thế này. Nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của nhân dân, người lao động, góp phần ổn định xã hội, hàng năm Liên đoàn Lao động huyện đã vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động ủng hộ một ngày lương, tổ chức chương trình Tết xuân vầy và thăm tặng quà cho đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, bị thiệt hại do lũ bão thiên tai ảnh hưởng dịch bệnh, tặng 270 chuyến suất cho đoàn viên công đoàn cơ sở với tổng số tiền 280 triệu đồng, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà mái ấm công đoàn cho 8 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu về nhà ở với tổng số tiền 345 triệu đồng. Triển khai các phong trào thi đua phù hợp với từng cái loại hình của công đoàn cơ sở, làm thế nào để đảm bảo rằng là phát huy được cái hiệu quả hoạt động cũng như là phát huy được cái hiệu quả công tác của từng đơn vị, từng cái loại hình công đoàn ở cơ sở. Và chúng tôi cũng chỉ đạo với công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp trong các cái diễn đàn đối thoại giữa người lao động, đặc biệt là trong các hội nghị cán bộ công chức đầu năm, hội nghị người lao động, thì qua đó là phát động các phong trào thi đua để đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Phát huy vai trò xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động huyện Bắc Trà My được phát động sôi nổi, mạnh mẽ. Hoạt động công đoàn đã hướng về cơ sở, đáp ứng nguyện vọng của công nhân viên chức lao động, tạo sự gắn bó giữa công nhân viên chức lao động với tổ chức công đoàn. Vị thế của tổ chức công đoàn được nâng lên, xứng đáng là người đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, góp phần cùng đảng bộ và nhân dân xây dựng quê hương Bắc Trà My ngày càng phát triển. Bản tin thời sự trưa hôm